Dạ, xin chào quý cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Tài 66 Vlog nha. Sáng hôm nay là ngày 10 tháng 8 âm lịch năm Quý Mão. Em có mặt tại mộ của Bác Năm, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Em đang đi trên đường nghệ sĩ. Đây là trước mặt cô chú là bé Mèo nè. Chào khán giả bé Mèo ơi. Chào khán giả. Chào cô chú ơi. Đúng rồi. Sáng hôm nay thì đi với chung với Tài nữa là lại là bé Mèo. Bữa nay có thêm đồng đội mới nữa là bé chó nè. Nó đây là bé chó. Chào cái chào khán giả bé chó. Chào khán giả đi. Chào cô chú. Bé chó không có biết chào rồi, chỉ có bé mèo mới biết thôi. Nè bé mèo chào cô chú nè. Nó thấy chưa? Đó. Thì ở trên tay em là có hai hộp cơm hả cả nhà, cơm chay, cơm trứng như mọi khi và một bình trà nóng để mời Bác Năm một hộp và cũng như ông ngoại một hộp ha. Xin mời quý cô chú anh chị mình vào bên trong để em chia sẻ cho cả nhà mình buổi sáng hôm nay tại mộ của Bác Năm hay cả nhà. Đây, mộ của Bác Năm buổi sáng hôm nay nè, đây có chị Nhi sớm nè. Chào chị Nhi nha. Đó, đi vô chào Bác Năm cái cô chú anh chị. Dạ con chào Bác Năm. Con chào Bác Năm nha, con mới tới ạ. Thì, con đốt nhang giùm chú đi. Con đốt nhang cho nó cháy giùm chú nha. Đốt nhang cháy cái đầu ít thôi nha, đừng có cháy quá nha. Dạ, em bỏ khăn ướt xuống rồi cô chú anh chị. Em nhìn cái này giống của chị Nhi quá ta. Thế ý là em nhìn nó giống quá. Chị nấu phải không? Đó, nhìn là đó thì bởi vì em nhìn nhìn em cảm nhận là em biết là chị Nhi tự nấu. Quý cô chú anh chị thì để cái máy xuống rồi xong cái mình đi mời Bác Năm ăn cơm buổi sáng ha. Cái nhang của em thì bữa nay có đồng đội rồi. Con đốt cái đầu thôi nghe bé mèo. Đó, đi kế bên là bé chó. Nam mô A Di Đà Phật. Đó, sáng nay thì mời Bác Năm ăn cơm chay, cơm trứng ở quý cô chú anh chị. Cơm chay cho chúng làm hả? Cơm trứng. Tắt cái đèn hả? Nó cháy rồi đó con. Nó cháy rồi đó, con cầm xíu đi, con cầm đi. Con cầm đi, lát là nó cháy à. Nó đang cháy đó. Con hả? Con muốn thắp riêng nữa phải không? Vậy cô đưa đây chú cầm cho con đốt nhang nhỏ đi, đưa nhang bự cho chú. Mình để em chỉnh chỉnh lại cái bát hương của Bác Năm á, để mấy cây nhang nhỏ là phía trước, để một lát nữa em cắm cây nhang to ở phía sau thì cho nó gọi là cố định đó cả ngày luôn cô chú anh chị, nó không có đụng vào thì nó không có cháy. Nhiều khi nhang nhiều quá đụng nó cọ nhau bắt đầu nó cháy cô chú anh chị. Rồi thắp nhang trước đi. Bé chó cũng thắp nhang kìa. Con thắp luôn đi, thắp chung với cô Xuân luôn đi con, đứng yên đó lại lại ông Năm đi. Đúng rồi, quá giỏi, hai đứa quá giỏi. Cái
Yeah. Cầm cho đúng không? Giờ con cầm cho cô chú một xíu ha. Bé mèo. À. Đây, rồi, rồi chú cúng luôn. Bé mèo thắp hương với cô Xuân rồi, rồi sao không lại với chú Tài được? Đứng vô dưới, đứng vô lại với chú Tài đi. Được không? Đúng rồi. Rồi bây giờ tới chú Tài ha. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đệ Tử Đại Bi A Di Đà Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Con tên Tài, kênh YouTube là Tài 66 Vlog. Hôm nay là ngày 10 tháng 8 âm lịch năm Quý Mão. Con đại diện cho nhóm Sông Linh cũng như là cô dì chú bác trong và ngoài nước trên kênh YouTube của Tài 66 Vlog. Sáng nay đi cùng với con là có chị Nắng Xuân, kênh YouTube là Nắng Xuân, cũng như là kế bên con là có một bé tên là bé Mèo. Thì cũng nguyện cầu cho nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, tên thật là Võ Văn Ngoan, pháp danh là Tâm Giác, sinh ngày 10 tháng 12 năm 1958, mất ngày 5 tháng 3 năm 2023, nhằm ngày 14 tháng 2 âm lịch năm Quý Mão, hưởng thọ 66 tuổi, được an táng tại Nghĩa Trang Hoa Viên, tỉnh Bình Dương, ngày 9 tháng 3 năm 2023. Được vãng sanh, được siêu thoát về cõi an lành, cõi tịnh độ cùng mười phương chư Phật. Chư Phật mười phương phù hộ độ trì cho ông Võ Văn Ngoan, pháp danh Tâm Giác, về cõi an lành, cõi tịnh độ với Đức Phật A Di Đà. Chúng con thành tâm nguyện cầu hồi hướng cho tất cả chúng sanh muôn loài, dù ở quốc độ nào thì cũng tìm thấy được Phật pháp, nghe được Phật pháp, hiểu được Phật pháp và làm đúng chánh pháp. Nhất là phải có sức mạnh tinh tấn tu tập mỗi ngày để cuối đời tất cả được trở về cõi an lành, cõi tịnh độ với Đức Phật A Di Đà. Chúng con nguyện cầu hồi hướng cho các anh hùng chiến sĩ tử nạn, các hương linh, các đồng bào mắc chống chặn đại dịch Covid-19 vừa qua sớm được vãng sanh, được siêu thoát về cõi an lành, cõi tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ con là Tài, kênh YouTube là Tài 66 Vlog. Hơn sáng hôm nay con có gửi đến Bắc Năm một nén hương đại diện cho cô dì chú bác trong kênh YouTube cũng như là nhóm Sông Linh, nguyện cầu cho ông Võ Văn Ngoan pháp danh là Tâm Giác. Sáng nay thì con nguyện cầu cho ông và mời ông về thọ thực. Con có mua cơm chay cũng như là cà phê sữa và trên bàn của ông có những món đồ ăn sáng, thì con nguyện cầu cho mời ông về đây thọ thực ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin phép châm lại ly trà cho ông ạ. Ôi cô chú anh chị. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi. Dạ. Ồ, bé mèo quá là giỏi luôn. Từ từ, từ từ. Đợi xíu, đợi xíu. Rồi con đi vô đi. Từ từ ha. Sáng nay thì em có đây. Chết. Ồ. Chết mồ sáng quên đem mà tưởng đâu còn. Ờ, còn không? Rồi lấy cái bịch của chị đi cũng được. Sáng em quên tưởng đâu còn trong đó. Sáng nay thì cô chú anh chị em có cơ hội em thắp đèn cho Bắc Năm rồi cả nhà. Mừng mừng quá cả nhà ơi. Mỗi bữa vô thì không có cơ hội thắp đèn cho Bắc Năm. Những cái đèn mà hôm trước em thắp ở của đèn hoa sen đó cô chú anh chị, cứ đem thi đem đi rồi đem về, tại vì không có được thắp ha, nên hôm nay có cơ hội thắp rồi cả nhà. À con ấy ra lao với lại cô Xuân đi. Chút chú thắp đèn xong rồi chú qua. Hai ngày nay có một cái điều là cái tiếng kinh đó cô chú anh chị, tiếng kinh nó không có phát ha. Chắc có lẽ là cái camera hay sao. Tắt camera cũng ảnh hưởng đường dây điện hay sao. Ủa cái bật lửa đâu trời.
Ờ, bé mèo quá giỏi luôn. Sáng nay thì mấy ngày nay thì bé mèo của chú anh chị là đi theo tài là thắp hương nè, cũng như là lau mộ nè và lau bàn thờ nè. Nói chung là bé mèo hôm nay rất là ngoan và lễ phép lắm cô chú anh chị. Hiểu chuyện nữa, biết dạ dạ văn dạ dạ nữa. Chú Tài mà người quỳ đọc thắp nhang cái cũng lại quỳ Là xong cái miệng cũng cũng nhấp 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 theo giống á, theo cũng là là để bắt kinh vậy đó. nguyện cầu á hả? Ừ, đúng rồi. Ồ. Nói cô chú anh chị ơi, sáng nay thì em thắp lại mấy ngọn nến cho bác Năm của cô chú anh chị. Mấy ngọn nến này em đem theo lâu lắm à. Đem đi rồi đem về, đem về rồi đem đi, bữa nay có cơ hội rồi. Cho xin miếng y. Cho xin miếng y. Đó, đúng rồi. Cho chú một miếng. Nó đi, Mình đúng rồi. rộng rãi mà mình cho 2 miếng luôn. Cho 2 miếng luôn hả? Ha. Dạ. Nam mô A Di Đà Phật, bác Năm ơi, cho con xin phép ha, Này xin hôm qua phép học xong mới anh lao gửi hình lên của cho bác cô Năm chú ha. anh chị. Em bạn. Thật sự thì cái này em biết lâu nhưng mà em không có biết tên. Đó là mộ cho bác Năm với cô chú anh chị. Cái đèn này là Không, cái đèn đó là của ở trên à, bàn cái thờ, đèn này ở trên bàn thờ đem xuống đúng không? trên bàn thờ đem Cái xuống. đó là hôm qua Hồng Loan đem xuống là Dạ đúng rồi. nó mọc mà giờ thì nó cũng đang có mọc. Dạ. Tại vì chị Hồng Loan thay hai cái đèn đó gọi là đèn lưu ly gì đó. Đẹp ha, cái đèn đẹp ghê. Tài thích không tài? Không, nếu mà nói về đèn đó thì mai mốt thì có ai thương thì kiếm cái loại to hơn xíu, To bự hả? bự bằng cái gì nè, Thích. bằng cái lỗ ống dương nè. Tóm lại là thích đúng không? Thích cỡ đó thích. Mà to ý là chế dầu nhiều nhiều vô á để cho nó lâu xíu, chứ ít quá phải là mất công, lại nhiều khi bận việc chăm không được á, chăm không kịp nó hao dầu, nó hết dầu nó tắt, đúng không? Bự bự bằng cỡ to cái bình chứa dầu bằng bằng Gì vậy? cỡ cái lỗ âm Chắc dương. tè mò đòi hỏi À, bà con phải nhỏ phải hả? to to vậy mới được chứ, phải làm cho nó to to vậy đó. Sao mà tại? Cái ba lô dính nha. Không, quay 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 lại. Rồi sao không? Em này hả? Cái ba lô dướng không? Rồi nó còn chạy giờ không? Sao? Ồ, cái điện thoại nó rớt rồi có 180 lần nữa. Cho xin miếng này, xin miếng này. Hôm qua trời ở Bình Dương mưa mưa lớn lắm cô chú anh chị. Mưa rất là to ha. Ngày hầu như là ngày nào ở đây cũng mưa hết chứ. Nữa hả? Đúng rồi. Thì à, mình cũng lau hình, lau mộ, lau bàn thờ cho bác Năm xong xuôi hết rồi. Bây giờ mình đi cả nhà ơi. Nói chung là bày tỏ tình cảm xíu rồi sau mình đi qua bên cô Huệ đi. Bé mèo đi với chú qua cơ quậy nè.
Đó, bé mèo đi qua đây lau mộ nè. Bây giờ chia ra công việc nha. Bé mèo là lau với cô Xuân, chú Tài là lau bàn thờ. Ok không? Dạ yeah không? Dạ yeah. Dạ yeah. Bữa nay người ta có đồng đội. Đó. Rồi giờ không có dành nha, việc ai nói làm nha. Trong miếng giấy thì làm. Chú bé mèo cho chú miếng giấy coi. Giấy bé mèo là thích thích xin bé mèo nè. Đó đúng rồi, thích xin bé mèo. Bài gì? Trời, bài đó em hồi xưa em đi thi giọng hát triển vọng á, em được giải nhì. Gì? Bữa đó em giả gạo quá trời luôn, giả mấy tấn luôn, không ai giả lợi hết trơn. Bữa đó giả mấy tấn luôn. Ôi đồng đội đã chạy qua nữa rồi, quá trời. Thôi con đi vô, con đi vô trong kia con lắm lẹ. Rồi lao đi bé, bé 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 chó lao đi. Sáng đi chung với mèo và con chó. Lao lao kỹ kỹ đi, lao gì hao giấy lắm. Con lao gì con hao giấy lắm, con lao kỹ kỹ chứ. Rồi miếng này miếng lao. Mèo mà mèo là phải ngoan, là cô chú ai cũng thương chứ, cho đồ cho quần áo nè, cho dép nữa. Bé mèo hôm qua chú dặn gì nhớ không bé mèo? Nhớ không? Không quên hả? Bé hôm qua chú dặn là người lớn nói gì mình cũng phải già dạ rồi đó, nhớ không? Nhớ chưa? Nhớ nghe đừng quên nha. Nó đúng rồi. Đúng rồi. Thì mình như vậy thì cô chú mới thương chứ mình. Bữa nay bé mèo là thấy bé mèo có tiến bộ nha cô chú, bé mèo không có lớn tiếng nữa nè. Bé mèo không có nói chuyện lớn tiếng nữa. Lâu rồi. Lâu rồi la đó, la bị la đó, lâu nữa đi bị la đó. Bị la luôn. Cái gì? Ồ, dơ con dơ. Nó dơ thì cô chút. Rồi bây giờ bé mèo lấy nhang đi. Đúng rồi, lấy nhang đi, đốt cho chú ba cây đi. Không, chú đốt ba cây thôi. Chú không có cái bật lửa rồi sao vậy? Đây. Để coi biết còn không. Hên quá. Cứ về bỏ quên cái bật lửa ở nhà hoài luôn á. Bỏ vô biết sao không, cầm sợ nóng á, cái để vô chỗ cái túi chỗ lỗ đó đó. Cái, nó quéo cái tấm tờ tiền lại. Mời cô Huệ uống trà buổi sáng quý cô chú anh chị. Rồi hai đứa thắp nhang quỳ xuống nè. Lấy nhang kìa. Ờ thôi con khỏi thắp đi, con khỏi thắp ha. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Con tên Tài, kênh YouTube là Tài 66 Vlog. Hôm nay là ngày 10 tháng 8 âm lịch năm Quý Mão. Con đại diện cho cô dì chú bác trong và ngoài nước nguyện cầu cho nghệ sĩ nhân dân Thanh Trung Huệ, pháp danh là Diệu Định, sinh năm 1954 mất năm 2021, tên thật là Bùi Thị Huệ, sớm được vãng sanh, được siêu thoát về cõi an lành, cõi tịnh độ với Đức Phật A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi xá đi.
Đúng rồi, quá giỏi. Rồi bây giờ mình qua bên ông gì gọi là ông Cố hả? Ông Cố, đúng rồi, ông Cố ngộ quá. Tại chú thì kêu là ông ngoại, con gọi ông Cố. Rồi cái này bịch rác xách theo luôn, xách theo lát mình bỏ rác. Ừ, đây 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 đây, cơm nó quên nó nè, con mèo mèo con cầm cho chú để chú lấy hộp cơm, chú quên hộp. Thôi chào chị. Đi đi thôi, đi thôi. Đi qua mộ ông Cố. Túi sách nặng. Đưa rồi. Có sách luôn hả? Mèo giành sách hết luôn rồi. Đây là mèo. Tuổi hả? Cái gì được? Qua năm đi học hả? Năm vô vô luôn con. Lớp 2 hả? Thôi mình nghỉ lâu rồi, mình lên lớp 5 mình học luôn. Mình học hả? Không. Đây đây là đại xuống. Dính dính gì? Dính gì hả? Dính cái tay hả? Đâu rồi khăn ướt đâu rồi? Cô lấy khăn anh cầm mà. Từ 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 từ. Từ từ cái gì cũng đòi gì. Đúng rồi. Từ từ cái gì cũng đòi hết sao được. Ừ. Đừng khăn giấy hay là gì? Cho bé Ngọc lau với. Không, em không có biết lau đâu. Không biết. Bể nó ly hương á. Bể ly hương hả? Lau nhẹ nhàng thôi nha. Ờ, cô chú anh chị, ồ, hôm qua mới châm dầu mà sáng hôm nay thì mấy cái đèn dầu nó bị cạn dầu nữa rồi. Hôm qua em mới mua chai dầu, cô chú anh chị. Đừng có la lớn nghe, à. ông cố giật mình đó. Vậy luôn. Ổng mà giật mình ngồi vậy là chạy hết có cờ. Rồi còn ở đây. Rồi bé Ngọc đi lấy nhang đi. Bé Ngọc đi lấy nhang đi, nhang bên kia đó, con lấy mấy cây đi. Thì cầm sẵn đi. Mỗi người một việc. Chia ra bao nhiêu người? Ở sao lấy có hai cây vậy? Không được đi. Bốn người lấy mấy cây? Bốn người lấy 12 cây. À, con cầm đi, lát chú lấy. Lấy 12 cây con. Con lấy nhang nhỏ thôi. Bé mèo thích đốt nhang bự. Trời mưa hôm qua của chú anh chị, mấy cái đèn này á, đất nó văng lên quá trời luôn, cát á. Ngày nào cũng lao hết trơn mà mưa đó, mưa đêm á cô chú anh chị. Nên cát nó văng lên rất là nhiều, lao lại cho cái phần kiến của cái đèn á nó được sáng. Hả? Lì quá hả? Đừng chơi nữa hả? Để ra trước chú chấm, ở trước không có dầu. Đây để chú lấy nhang cho. Ừ.
được rồi con, đây chú có nó đốt cho con rồi nè, con đừng lấy nữa. Ngọc, con đừng lấy nữa, để chú đốt cho nè. À, bé mèo đốt cây nhang nhỏ nha. Con thích. Ừ, cho bự luôn, làm theo yêu cầu luôn. Thích cho bự đúng không? Em con nhỏ phải cho em con thắp cây bự nhỏ. Nhỏ thắp cây nhỏ hả? Nè con cầm đi, đợi xíu chú xíu. Ờ đốt đi con, đốt đi. Này là lấy bật lửa nè con ơi. Là đây nè bé mèo mèo mèo, là đây nè. Nó bị cháy đó. Rồi đúng rồi, dạ dạ dạ. Rồi đi ra coi chừng cháy tóc nè. Nó cháy tóc là chùi lũi luôn á. Rồi để cho nó cháy rồi chú đưa. Nghe nó mà sao chấm dầu? Đốt cho nó nhanh. Nhang nào chấm dầu cũng được hết trơn á, đốt cho nó nhanh. Hả? Ừ, để cho nó cháy đi, cháy rồi bắt đầu mới thắp được. Hả? Cô Xuân thì đi thay bình bông. Cháy cả. Rồi từ từ, để cho bé mèo cháy đi, cái mình thắp nhang chung luôn. Ai hỏi chú Tài gì kỳ vậy? Kỳ lạ gì? Đúng rồi. Rồi, bé mèo cháy chưa? Nè, bé Ngọc. Nè, cho con ba cây nè. Rồi, nó cháy rồi đó con, vũ đi. Nó cháy rồi, chú thấy cháy rồi đó, vũ đi. Rồi bé Ngọc qua đây, quỳ xuống, quỳ xuống giống như bé mèo vậy đó, đúng rồi. Rồi cầm nhang lên ha. Cháy rồi con, cháy rồi. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Con tên Tài, kênh YouTube là Tài 66 Vlog. Hôm nay đi cùng với con là chị Nắng Xuân, kênh YouTube là Nắng Xuân. Bên cạnh là cũng có bé mèo là tên là Ngăn và bé Ngọc tên là bé chó tên là Ngọc. Đó thì con cũng đại diện cho cô dì chú bác trong và ngoài nước trong kênh YouTube của con. Nguyện cầu cho ông Dương Văn Ngộ sinh năm 1930, mất ngày 1 tháng 8 năm 2023, hưởng thọ 94 tuổi, được an táng tại nghĩa trang Hô Viên, tỉnh Bình Dương ngày 5 tháng 8 năm 2023, sớm được vãng sanh, được siêu thoát về cõi an lành, cõi tịnh độ cùng 10 phương pháp giới chúng sanh, các anh hùng chiến sĩ tử nạn, các hương linh, các đồng bào mất trong trận đại dịch Covid-19 vừa qua, được vãng sanh, được siêu thoát về cõi an lành, cõi tịnh độ với Đức Phật A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con nguyện cầu thành tâm cho tất cả chúng sanh muôn loài, dù ở quốc độ nào thì cũng tìm thấy được Phật pháp, nghe được Phật pháp, hiểu được Phật pháp và làm đúng chánh pháp, nhất là phải có sức mạnh tinh tấn tu tập mỗi ngày để cuối đời tất cả được trở về cõi an lành, cõi tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nhang đây nè, khỏi đốt, khỏi đốt thêm. Đó, bé mèo là thắp cây nhang to ha. Rồi đi. Đó. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện cầu cho nhà thơ Kiên Giang sinh năm 1929, mất năm 2014, được an táng tại nghĩa trang Hô Viên, tỉnh Bình Dương, sớm được vãng sanh, được siêu thoát về cõi an lành, cõi tịnh độ với Đức Phật A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật. Đó, cắm vô. Bé mèo cắm thẳng đứng coi chừng nó ngã nè, cắm vô đây nè. Đó, bên đây là chị Nắng Xuân đang thắp nhang. Con đi trước hả, đi từ từ, đợi chú đi nữa. Đó. Không có ai đi với cô Nắng Xuân hết trơn á ta. Từ từ thôi. Quá trời, hai đứa quá giỏi luôn. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện cầu cho nhà văn Sơn Nam sinh năm 1926, mất năm 2008, được an táng tại nghĩa trang Hô Viên, tỉnh Bình Dương, sớm được vãng sanh, được siêu thoát về cõi an lành, cõi tịnh độ với Đức Phật A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thôi thôi, đừng có la. Dạ. Ừ, bé chó là không có quậy nha, đang thắp nhang là không có được quậy. Quậy. Ờ. Em còn giật cái. Quậy. Quậy là không có ngoan. Biết không? Rồi đi ra để cho cô Xuân thắp nhang.
quá trời bé mèo dễ thương. Đó, thôi kệ, mình nhường nhịn em xíu đi. Trái này là trái gì vậy? Ờ. Hả? Trái đúng nè. Ừ. Tại trái này là trái gì vậy ta? Chú không biết nữa, nó cây kiển cái gì đó chú không biết nữa. Nhưng mà đừng có ăn nha, ăn chiếc queo đó. Ăn chết hả? Đừng có ăn. Để nhìn thôi ha. Đó, cô chú anh chị ơi, thì sáng nay Tài đi với lại chị Nắng Xuân. Nắng, chị Nắng Xuân thì đi bé mèo với lại bé Ngọc. Bé mèo là tên là Tình Ngăn, bé Ngọc tên thường gọi là chó, bé chó đó. Ừ, chú nghe rồi. Thì cũng có lau mộ cho ông Năm, lau mộ cho cô Huệ, và bên đây là mộ của ông ngoại đó. Thì cũng có mời ông ngoại về đây ăn cơm. Nam Mô A Di Đà Phật, con mời ông Dương Văn Ngộ về đây thọ thực ạ. Con có mua cho ông một hộp cơm chay, cơm trứng buổi sáng nè, mời ông về đây thọ thực ạ. Thôi thì có lẽ là em xin phép tạm dừng cái video này ở đây ha. Hẹn quý cô chú anh chị và các bạn ở video tiếp theo ha. Yêu thương em thì cho em xin một like, một đăng ký kênh, một lượt chia sẻ cả nhà. Em xin chào tạm biệt, bye bye cả nhà. Bye bye đi, bye bye cô chú đi. Bye bye cô chú. Rồi đúng rồi. Cô chú ơi, đăng ký kênh chú Tài đi. Ôi quá giỏi luôn, bé mèo giỏi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ạ.